Rồi, hello, xin chào các bạn đến với kênh Mai Vàng Tiếng Châu của mình nè. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Thì video hôm nay mình chia sẻ về vấn đề trong cái mùa mưa này nè, thì có nên sử dụng Antonis hay không, và tác dụng của nó khi mình sử dụng như thế nào ha các bạn. Rồi, thì bạn biết á, mùa mưa này á, thì biết cái cây của mình á, ngoài việc mà các bạn bón thêm lân á, để cho nó kích thích mùa rễ và nó chống chịu lại cái thời tiết khắc nghiệt, độ ẩm cao, mưa dầm mưa về các bạn ha. Khu vực mình nó thì hôm dài thì mưa cũng nhiều các bạn ha. Không biết mưa nhiều thì cái bộ rễ của mình nó yếu các bạn, nên ngoài việc các bạn tưới Ridomingon và bón thêm lân thì mình sử dụng thằng DB các bạn. DB này nó sẽ tốt cho cây của mình. Thì các bạn có lân nước thì bạn xài dạng lân nước ha, bạn nào không có điều kiện thì bạn xài DB cũng được. Thì bạn biết á, khi mà cây mai của mình nó bị sốc á, do cái yếu tố thời tiết nắng hạn mưa nhiều, rồi mình can thiệp nhân tạo vào nó, thì mình phải phục hồi nó bằng cách mình sử dụng có những cái chất điều hòa sinh trưởng. Thì riêng mình á, mình ưa xài cái thằng Atonis này các bạn. Thì Atomix này mình thấy là xài được mà bỏ được các bạn, nó không có bị phụ thuộc vào nó nhiều quá như cái thà những cái loại mà kích rễ như là NAA ha, hoặc là IPA, như cái thằng Rotber B1 này nè, nó có thành phần NAA trong đây. Thì mình nói sơ về những cái loại mà kích rễ NAA ha và IPA, thì những cái loại kích rễ này thì mình phải xài xuyên suốt. Nếu mình xài hoài á, thì mình thấy á, thì cái tác dụng của cây nó rất là tốt, nhưng mà về lâu về dài á, thì mình cái cây của mình nó sẽ bị lệ thuộc vào nó, và nó sẽ có một lúc mà nó sẽ giảm tuổi thọ và nó kéo dài cái sự sinh trưởng, làm cho cây mình nó, nếu mà không xài nó sẽ nó còi cọc các bạn đó. Chính vì thế thì mình thường mình sử dụng cái thằng Atonis này nhiều hơn đó. Atonis này thì các bạn pha cái liều lượng cho mình là một gói này á, bạn pha liều lượng 20 lít nước đến 25 lít nước ha, phun mà tưới đều được các bạn ha. Nếu mà phun trên lá không thì không cần tưới gốc, còn nếu tưới gốc thì sẽ không cần phun lên lá các bạn ha. Thấy mùa mưa này hiện tượng mà vàng lá gân xanh này rất là nhiều các bạn ha. Vàng lá gân xanh này là cho những cái chậu mai mà bị thiếu nắng là một nè. Thứ hai là bạn biết thiếu nắng thì nó sẽ xảy ra tình trạng là cái bộ rễ của mình nó sẽ phát triển kém, mà bộ rễ phát triển kém thì nó sẽ bị nấm tấn công ha. Thì nói tóm lại, những cái vàng lá gân xanh này do bộ rễ các bạn ha, bộ rễ nó bị nấm tấn công. Chính vì thế thì các bạn nên mùa mưa này các bạn nên bón thêm lân để kích thích bộ rễ và sử dụng Atonis để điều hòa lại cái sự sinh trưởng của nó. Và lá gân xanh này nó bị một loại nấm tấn công nha các bạn ha. Mưa nhiều thì nó sẽ dễ bị xuất hiện lắm. Với lại tình trạng mà cái cây của bạn yếu á, hoặc là bón những cái loại phân hữu cơ mà chưa có hoai, rồi những cái phân hữu cơ mà nó mình bạn bón nhiều quá các bạn ha, nó bị oi nước và lèn á, thì nó sẽ kém phát triển. Thường mà thấy nó hình thành trên những cái cây mai mà cái chậu bạn khó thoát nước rất là nhiều. Vì những cái mai mà chậu nó thông thoáng dễ thoát nước thì nó ít bị cái tình trạng vàng lá gân xanh này hơn đó. Chính vì thế mùa mưa này thì cái bộ rễ mình yếu á, thì cái vấn đề mà bị vàng lá gân xanh này xuất hiện rất là nhiều các bạn ha. Trên những cây mai, đặc biệt là cây mai thiếu nắng ha, cây mai bị oi nước, rồi cây mai bị kém phát triển đó bạn ha. Còn cái những cây mai mà nó sung rồi thì cái bệnh vàng lá gân xanh này thì nó khó có hình thành lắm. Tại bạn biết những cây mai mà nó sung á, thì nó sẽ có sức đề kháng cao, và bộ rễ nó tiết ra những cái hormone, nhất là hormone cytokinin, để kháng lại những cái loại nấm tấn công các bạn. Nên những cây mai mà càng mạnh á, thì bạn thấy cái chậu của nó, cái chậu á, nó dễ thoát nước thông thoáng ha, mà bộ rễ nó mạnh khỏe. Còn những cây mai mà bạn thấy đa số bị bệnh vàng lá gân xanh này nè, thường là những cây mai bạn kiểm tra là những cây mai, thứ nhất là những cây mai nó bị suy yếu nè, rồi những cây mai mà thì yếu các phát triển đó, rồi những cây mai mà bị chất chồng nó oi ha, oi nước cộng thêm những cái mà mình bón phân hữu cơ nhiều quá nữa ha, chậu lớn quá đó, thường là như vậy. Thì bệnh vàng lá gân xanh này mình muốn trị triệt để
thì chỉ có nước là làm cho cái cây mai mình nó khỏe lại bằng cách đó là mình sử dụng những cái loại như là lân ha, mình bón thêm lân cho nó, rồi tưới ribavirin, rồi có thể là sử dụng cốc 85 hoặc 98, nó từ từ nó sẽ hết nha bạn ha. Rồi cái chậu mình nó thông thoáng trở lại thì nó sẽ từ từ nó sẽ hết các bạn. Còn mà cái bạn không có muốn nó hết liền cũng rất là khó các bạn ha. Tại vì khi mà nó bị nấm tấn công như thế này nè, thì bộ rễ nó bị nấm tấn công á, thì nó sẽ không hấp hấp thu được, bộ rễ nó không hấp thu tốt được cái dinh dưỡng và nước, nên nó sẽ xảy ra tình trạng là nó không có đủ dinh dưỡng chất để cung cấp cho lá, thì nên lá nó sẽ xảy ra tình trạng vàng lá gân xanh như thế này nè. Chứ các bạn đừng nghĩ là vàng lá gân xanh là nó do thiếu vi lượng hay gì đó ha, không phải đâu, bộ rễ hết các bạn ha. Bộ rễ nó kém phát triển thì nó sẽ không có hấp thu được cái chất dưỡng chất tốt. Rồi trở lại vấn đề là mùa mưa này, các bạn nên tưới Atonit cho mình ha, thì tưới chỉ một lần thôi nha các bạn ha, 1 đến 2 lần thôi, đừng có tưới hoài. Các bạn có thể bạn nào mà tưới 2 lần cách nhau 1 tháng cũng được, hoặc là 1 tháng rưỡi 2 tháng cũng được trong mùa mưa này. Còn nếu bạn lạm dụng cái thằng Atonit từ ngoài tưới hoài thì nó cũng được, nhưng mà cái cây của các bạn nó sẽ bị lệ thuộc vào nó ha, lệ thuộc không nhiều như thằng những loại kích rễ khác, nhưng mà nó sẽ bị lệ thuộc đó ha. Tại vì mình sử dụng kích mà, nên mình xài cho cái giai đoạn mà cây mình nó yếu thôi, cây mình nó bị thời tiết khắc nghiệt thôi ha, mưa nhiều mưa dầm rồi đó, rồi mình ngưng không xài nữa các bạn ha. Mình thấy có một cái kênh đó, nhưng mà không nói tiện nó ra, thì thường là xài kích rễ rất là nhiều. Bạn biết những cây mai mà tại sao mà những cây mai của người ta trồng chăm sóc sung đem về tới bạn á, thì nó bị suy yếu và nó khó phát triển là như vậy các bạn ha. Tại vì người ta xài, người ta chăm sóc, người ta xài những cái loại kích rễ, nói thẳng luôn là những cái loại hormone mà anh đã IPA ta ta xài nhiều quá ha, ta xài kể cả những cái bây giờ hiện tại có những loại phân bón mà người ta đã pha chung với lại NaA, IPA này nè, những cái loại kích rễ này nè, ta pha chung vô phân bón luôn thì xài hoài nó rất là tốt. Nhưng mà bạn thấy là nó có thể kéo dài là 10 năm, hơn 10 năm hoặc 15 năm, nhưng mà qua cái thời gian đó khoảng kéo dài hơn nữa thì cái cây mai mình nó sẽ suy yếu, tuổi thọ nó giảm nha các bạn ha. Đương nhiên là mình xài kích rễ nhiều quá thì cái cây mình nó sẽ giảm tuổi thọ, vậy là về về lâu về dài ha, nó mau cằn cỗi hơn mà nó sẽ mau giảm tuổi thọ hơn, đó là điều đương nhiên nha các bạn ha. Nhưng trước mắt á, là bạn không thấy được cái sự tác hại của nó đâu, bạn thấy bạn chỉ thấy cái tác dụng của nó thôi, thì bạn thấy tác dụng của nó là cây nó sung khỏe. Tại vì nhiều người á, sử dụng kích rễ nhiều quá thì thấy cây nó sung khỏe cứ xài hoài ha, nhưng mà về lâu về dài nó sẽ giảm tuổi thọ ha bạn ha, nó giảm tuổi thọ và nó sẽ suy kiệt cái cây lại nha các bạn ha. Tại vì khi mà sử dụng cái hormone kích rễ, hormone mà IPA hoặc là NaA này là những cái hormone ngoại sinh, thì cái hormone này á, là ngoại sinh mình đem vô cho cây ha, cho cây nó sử dụng, thì lâu dần á, cây nó sẽ không tiết ra được cái hormone mà nội sinh của nó, nên nó sẽ ỷ lại cái thằng hormone này mình cung cấp hoài ha. Nhưng mà mình xài hoài á, thì nó sẽ bị tình trạng là lờn lờn nha bạn ha. Thì khi cái cây mình nó không tiết ra được cái những cái hormone mà nội sinh á, thì xài về lâu về dài thì nó sẽ giảm tuổi thọ và nó suy kiệt đó. Nên bạn thấy là mình thì mình không có khuyến cáo là bạn lạm dụng quá cái những cái loại kích rễ có chứa NaA, IPA đó, thì mình chỉ xài Atonit thôi. Atonit mình cũng giới hạn các bạn ha, không có nên xài nhiều nữa đó. Bạn về khía cạnh phân tích khoa học á, thì những cái nào mà kích hoài xài hoài thì nó sẽ có tác hại sau này. Thì thường là bạn biết ở trên đời này không có cái gì mà hai tuyệt đối các bạn ha, nó có lợi và nó sẽ có hại ha, đó là cái quy luật. Nó có lợi là phải là nó phải có hại thôi các bạn ha, đó là quy luật. Nó đem là cây mai mà sinh trưởng tốt thì nó sẽ có cái phần đó tác dụng phụ á, giống như thuốc tây mình uống á, mình uống trị bệnh rất là tốt, nhưng mà nó cũng sẽ có tác dụng phụ về lâu về dài ha. Thì cái loại những cái loại kích rễ thuốc nó cũng vậy đó các bạn ha, nên chính vì thế thì mình không có khuyến cáo các bạn là sử dụng hoài, mình chỉ sử dụng cho cái thời giai đoạn mà cây nó yếu thôi các bạn ha, rồi mình ngưng. Thì cái thằng Atonis thì mình thấy là sử dụng rồi ngưng bỏ được, nó không có bị kẹt thuộc quá vào cái thằng Atonis, nên mình thường sử dụng các bạn ha, thằng Atonis. Còn những cái loại mà kích rễ khác như là
có chứa AIPA đó thì mình không có xài. Bạn xem trên cái hướng dẫn sử dụng các bạn ha, nếu mà nó kích những cái loại kích rễ mà có chứa NA nó có ghi hết giáo IPA nó có ghi nhớ bạn ha. Đó. Thì tại vì á cây mai mình á, mình chơi á, là càng lâu càng tốt ha, càng lớn tuổi càng cây mai càng lâu năm thì phát triển tốt thì mình mới là quý được, chứ không phải những cái cây ngắn hạn. Thì những cái cây ngắn hạn như là lúa này kia mà hoặc là bắp này kia thu hoạch xong thì bỏ thì người ta mới xài, còn mình là cái cây mai của mình là cái cây mà quý, cây kiểng, cây quý nên nó gắn bó về lâu về dài với mình phải cần cái tuổi thọ nó cao ha. Chính vì thế thì không nên lạm dụng kích rễ nhiều quá nha các bạn ha, nói không nên lạm dụng kích rễ nhiều quá. Kích rễ nó đem lại cái sự phát triển tức thời đó, về dài thì nó sẽ có hại ha. Ví dụ như bạn trồng cây mai bạn sử dụng những cái loại kích rễ, những cái loại mà phân bón có trộn chung NAIPA đó, thì bạn thấy những cái lọt mon đó, bạn thấy là cây mai bạn sinh trưởng kéo dài khoảng 5 năm, 10 năm hoặc là có thể hơn 10 năm thì bạn thấy khoái, nhưng mà về lâu về dài hơn nữa nó sẽ làm cây bạn giảm tuổi thọ các bạn ha, và suy kiệt, chứ không phải là được như hoài đâu các bạn ha. Đó, bởi vì mình nói là sử dụng từ kích đó, thì nói là con hai dao hai lưỡi, được cái này mất cái kia nha các bạn ha. Thế chính vì thế tại sao mà những cái cây mai mà ta trồng sung khỏe tốt á, bán về cho bạn á, nó bị xuống sắc là như vậy á, thì do bạn về tới bạn mà không xài những cái loại mà phân có chứa hormone sinh trưởng là AIPA nữa thì cây nó sẽ suy kiệt các bạn ha, tại vì nó đã phụ thuộc, nó đã ăn cái loại hormone nó quen rồi, mình không cho nó ăn nữa thì nó sẽ bị sốc các bạn ha, và cơ thể nó sẽ không có tiết ra được những cái hormone đó nên cái cây mai nó sẽ bị suy kiệt. Thì thường là những cái nhà vườn mà lạm dụng những cái loại kích rễ nhiều quá thì đem về tới mình chăm sóc á, thì thường là cái cây mai mình nó sẽ suy tàn là như vậy đó các bạn ha. Rồi thôi, video mình tới đây cũng xin tạm dừng nha các bạn ha. Các bạn thấy video mình hay hãy cho mình một like, bạn nào chưa đăng ký kênh hãy nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn chuông cho tất cả để theo dõi những video mới nhất như mình nha các bạn. Rồi hẹn gặp các bạn video tiếp theo, chào tạm biệt các bạn.